Dạ con xin chào mẹ con chú, xin chào các bạn. Dạ con xin chào mẹ con chú, xin chào các bạn. Chị ơi, con vịt của em màu trắng kìa. Ừ, hôm qua cậu em khóe vào trong vịt của em á, hết trắng trái nè chị á. Đúng rồi chị ba, đúng rồi, nó còn nhỏ thì lông màu vàng như cái áo chị ba nè, cái bông hoa chị ba nè. Rồi lúc lớn lên rồi thì nó sẽ màu trắng. Nè, em có hình con thỏ nè, con thỏ sẽ màu trắng, con cò sẽ màu trắng. Còn đất này cũng là màu trắng luôn. Ừ. Ở quê chị á, giờ mưa xong rồi có mấy con cò á. Nhà quê chị á, có cá nữa ấy. Nó bay về nó ăn cá. Xong nó hả bị rơi vô nước, xong cá chui vô nó ăn luôn. Con cá bơi vậy nha. Nó ngộ xuống. Nhà chị nuôi cá. Có cá cua, cá gì. Vui lắm. Nhưng mà nhà chị ba có phao ế không? Gì? Cái phao con ớt á. Cái phao của cái ế là cái gì mà gì? Cái phao của con ớt thì nó nghe con ớt sẽ nhảy lên nhảy xuống á. Chả không biết. Thì nhà chị. Hai đứa đang kể chuyện gì vậy? Kể chuyện đang con cò với con cá, con thỏ với con ếch đó mẹ. Vậy con ớt nữa nè. Con vịt nè, con vịt bộ lông trắng luôn á. Con vịt ăn nghe nói là con vịt nó hát xỉ nè. Nó xì vậy, nó ăn cái rau diếp cá lá xì luôn hả? Dạ lá xì á. Cái mùi rau diếp cá nó bay lên thơm lắm, nghe thèm thịt luộc chấm rau diếp cá quá. Hai đứa ăn bánh không? Dạ ăn có. Dạ có, dạ ăn không hả? Đây bánh này. Wow, còn có sữa đó chị ba ơi. Cái bánh này ở đâu con nhớ không gì? Dạ nhớ. Ở đâu? Là hôm qua đi qua nhà cái con được nhận thưởng á. Nhận thưởng này đâu phải đâu, là trong lớp con nè, cô tặng cho con đó. Chị hả? Chị ba ơi, chị ba có hai cây kẹo thì em tặng chị ba cái này, em một cây đầy. Rồi cái này có một cây à, bây giờ hai đứa chơi bánh tục xì, đứa nào thắng được ăn nha. Dạ. Rồi. Nhưng mà cái này là mình chơi, em chơi là cái này, nếu mà nó bị chụp lại là bị thua. Có không, mẹ không biết, chứ hai đứa chơi trò gì thì chơi, miễn đứa nào thua thì đứa không được ăn, đứa nào thắng thì được ăn, vậy thôi. Cái này ai chơi quán tù gì hắn sẽ được. Cái này tiếp nha. 1, 2, 3. Quán tù gì ra cái gì ra cái này. Rồi Nhi thưa. Rồi lại đi mẹ. Rồi con chơi đi. Rồi cái này là chị ba thắng rồi nè. Để cho chị ba nè. Ra cái này. Nhi lại thua nữa. Rồi chị ba lấy cái nào. Em đừng ra cái chén này, em ra cái khác đi. Rồi. Rồi đó, đó là phần của chị ba rồi đó. Rồi còn đây nữa nè, quánh đi. Quánh chừng nào hết cái bánh thôi. Cái này chưa. Cái kẹo đấy không cho chị ba rồi mà. Chơi gì cho rồi lấy lại. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Quê. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Yeah, Nhi thua nữa rồi. Rồi chị ba ăn hết bánh của Nhi luôn. Rồi thôi chơi cái này đi. Chơi cái trò này cái trò mày thua hoài. Rồi giờ chơi lại cái trò đó lại ha. Ừ, giờ chơi nào con chơi. Dạ, nếu mà chị ba ra cái bao mà con ra cái con cắt luôn cái bao. Ừ, nhưng mà con đừng có nói trước, con ra cái gì con phải giấu. Dạ. Hồi đó chị ba ra thì con mới thắng chị ba được. Dạ. Quán tù xì ra cái gì ra cái. Quán tù xì ra cái gì ra cái. Lâu quá vậy. Thôi bây giờ để mở ăn cho. No. Thôi để mẹ ăn cho. Bây giờ hai đứa chơi mà cứ quề như thế này hoài thì thôi để mẹ ăn. Rồi cầm đi. Cầm cho mẹ. Nhi cầm đầu, Thi cầm đầu. Nè, Thi cầm đầu bên đây, Nhi cầm đầu bên đây, hai đứa. Bây giờ mẹ cắt cho hai đứa đưa cho mẹ ăn nha. Cầm vô. Cầm chặt vô. Rồi cầm hai tay. Rồi dựng lên. Rồi, hai đứa vô đi. Có một cái à, chia đôi ra. Chơi cho vui thôi chứ ăn thua gì con. Hai chị em chia nhau mà ăn. Ngon không? Có đâu vị nho đúng không? Dạ. Ừ. Không có vị thêm môn nè. Vị thêm môn hả? À, đúng rồi. Hay gì ta? Không được, ăn thêm môn. Ừ, mẹ nhìn không ra, con nhìn ra luôn hả?
là như một con tính này. Qua chị có mất trong chưa có súng sen gì đó giống y chang bạc hài á, ngon lắm nè. Thì bánh con ăn hết chưa? Dạ. Chưa hả? Chờ chị hai chị ăn hả? Chị hai mai về chưa? Nay giờ hết bài chạy được về. Em có được uống nước cái máy này luôn. Rồi bây giờ ăn cái bánh nào nữa? Thôi giờ nhắm mắt lại đi. Giờ đứa nào mò đụng nước cái nào ăn cái đó. Chưa hả? từ hai đứa nhắm mắt lại. Mẹ điếm rồi là hả? Nhắm mắt lại nha. Rồi 1, 2, 3. Rồi mò đi. Đụng nào ăn cái đó. Rồi thôi ra. Thôi con ăn đi. Con đụng nào con ăn cái đó. Cái này bị hồ ghen nè. Cái này con cùng được không? Đưa đây mở cắt cho. Nó hay là chị ba con đỡ con em mẹ cắt cho luôn. Thôi cái này ăn cùng đi mà. Rồi xè tay ra. Đó. Cho con đứa con mở. Rồi hết luôn. Rồi. Ăn đi em, két ngồi làm sao nó nhìn con kìa. Nó thèm thuồng kìa. Cũng ăn bánh nào. Chứ xỉ xỉ đó chơi ha. Cái bà vịt này á là bả mê chơi lắm, mê giỡn lắm. Ở con chó con qua đây nè, cái cậu cho nó ăn xương. Thế là nó leo lên cái mình của con chó con nó nằm luôn. Nó xỉa xỉa cục xương với con chó của con. Nó ăn luôn. Mà con chó của con nó không có thích chơi với con vịt đâu. Nó tha cục xương nó chạy mất tiêu, nó sợ con vịt ăn cục xương của nó. Nó không ăn đó. Không, mà không ăn, con ăn đi. Mẹ, thôi được rồi con, có ăn này không? Dạ ăn. Này, mở gỡ này luôn ha. Bê bê về bát. Ủa chiều nay con không có học hết thi? Dạ không. Không học chiều. Buổi sáng con đi học hả? Thế thì em cho cùng. Mà sao mấy giờ cho học mà mợ thấy con đi sớm dữ hả? Để tại ba mẹ con dậy sớm đi nè. 6 giờ sáng năm giờ con dậy. Dậy sớm như vậy? Nay giỏi gì ta? Ăn đi. Cháu thiếu gì đó cho nên ba mẹ con dậy sớm. Ý là ba mẹ dậy sớm đi cắt dâu cho tầm ăn đó hả? Chứ không ngủ nướng nữa hả? Hồi hôm mợ nghe mẹ nói là ngủ nướng dữ lắm mà kêu không dậy luôn mà. Giờ lớn rồi phải không? Biết tự giác rồi phải không? Rồi ăn đi. Cười hả? Mấy bạn con có ai đi trễ không? Bạn ở đó ở gần không mà có ai nhà xa giống như con đâu. Con ở trong đây nhà vừa xa mà đường vừa lầy lội nữa, khó đi nữa. Đừng mà rất con có hai bạn ở gần nhà, nhà gần trường à. Còn mấy bạn đi nhà xa. Rồi mấy hôm chiều mà thấy con đi bộ về hả? Đi bộ từ trường về đây luôn hả? Dạ không. Con cháu gian bạn con, ngày nào cũng vậy. Đến cháu khó khăn đừng bắt con tự đi vào. Cái này ngon không? Mẹ ăn thử miếng coi. Ngon cay cay chứ. Ngọt ngọt cay cay. Thơm thơm béo béo. Đúng rồi. Thì ăn xong về ăn cơm không nổi cái là mẹ phạt Thi nè. Rồi tối nay con có về học bài không? Con học bài xong rồi. Thì hả? Giỏi hả? Vậy là học bài xong rồi được đi chơi hả? Dạ. Ba mẹ đi làm gì chưa? Hồi sáng mai ba đi rước e ở chị hai hả? Dạ. Rước chị hai không rước chị ba. Kiếc 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 ơi biểu không nè. Nó đi kiếm gao ăn á. Thèm gao lắm, ăn gao dữ lắm. Cái bánh này ngon quá, ăn ngồi ghiền luôn á. Mẹ ăn ngon mẹ. Hả? Mẹ ăn ngon. Ngon con. Quá con. Có nhà có một chút quán á, bán bánh này này có 2.000 một
2.000 bịch, bịch nhỏ đó con. Nhỏ, bịch nhỏ, bịch bịch bự nè, nó là 5.000 một bịch. Còn bịch bự hơn nữa là 10.000. Đúng rồi. Bịch nhỏ nữa thì 2.000, bịch bự bự xíu 5.000, bịch bự nữa là 10.000. Bự thêm xíu nữa là 12.000. Ăn đã luôn. Bữa trước con nhà con bán kém túng được nhiều đó, thế là mẹ con bỏ quê. Thế là mẹ con bốn là mua bịch đá ăn con và hai ăn bạo. Hè đúng không? Dạ. Mọi ăn này mọi còn ghiền nói gì con? Cần dưa, cần limo, cần ngạt cho uống. Ăn xong rồi gặp bệnh luôn. Nói vậy chứ ăn rồi mình ăn vừa thôi con. Ăn nhiều quá không tốt đâu, lâu lâu mình ăn thôi. Nhưng mà ăn liên tục mỗi ngày vậy là bệnh đúng rồi. Dạ. Ăn có một ngày, ngày hết là ớm à. Chẳng hạn như từng con ăn 2 lần hoặc là 1 lần vậy đó. Nhưng mà đừng ăn liên tục mỗi ngày. Mỗi ngày nóng lắm. Nóng thì nó dễ bệnh. Nếu mẹ cha con chắc ăn măng á, mình nấu lên cho ăn nóng quá cha con quạt quạt nó mẹ. Cái đó nóng là do là mình nấu đồ ăn nóng, mình cái mồ hôi mình nó ra là nóng. Còn nóng trong người là khác nha con. Nóng trong người chẳng hạn mình ăn mấy cái đồ khô thế này nè, nó nóng trong người là mặt mình hay bị nổi một này một kia. Hoặc đau họng nữa. Mẹ ơi, nghe nói là mẹ bị rồi đó. Mẹ bị gì? Mẹ bị có cái mụn ở trên. Mẹ ăn nóng, đồ ăn nóng quá là bị mẹ bị nổi mụn nè. Rồi xong cái mẹ xức bằng cái kem mẹ xức hết xong. Mỗi ngày xức một lần là hết luôn. Xong lúc 2 là xức một lần nữa. Mỗi ngày chỉ có xức một lần thôi. Cháu đi công chuyện mẹ con mới xức. Tại vì giờ mẹ con không có mụn. Mỡ mụn nhiều. Mà ăn đồ nóng là mà bị nở mụn. Mẹ con hầu như dâu cho mít tóc Tại vì mẹ con mát trong người mát. Với lại mẹ hay ăn đồ mát nhiều. Mọi lười ăn đồ mát á. Mẹ chỉ thích ăn đồ nóng. Ơi Kiết ơi. Lại đây với mẹ ha Kiết. Nó muốn lại mẹ như yêu mẹ. Tối rồi á, nó mới lại nó tìm mẹ đó. Chứ bình thường nó có bao giờ nó thèm mẹ đâu. Tối rồi nó lại đây để cho mẹ bảo vệ nó đó. Mà mày đụng xíu hôm nãy nhọt quá chạy à. Trời tối rồi nó đi kiếm. Rồi sớm mẹ bắt nó ra ngoài vườn dâu chơi, nó đâu chịu chơi đâu. Xong nó đi vô, thấy lạ là nó đi vô à. Cái con này, con Kiết này nè, nó không có đi theo giống như con Kiết kia đâu con. Con Kiết kia nó sẽ đi theo. Con Kiết kia nó nghe mọi nói chuyện ở ngoài vườn, nó lại đi ra ngoài nó tìm quá. Còn con này nó lười đi. Mình vô ghét chơi 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 chơi. Nó bự hơn, cái con này nó bự hơn con nhật trước. Chắc là nó sẽ bự hơn, cái con này nó bự con nè. Nóng á. Quạt mát. Quạt mát quá, mẹ không hết nổi một. Ăn xong chưa? Mẹ ăn phụ nha. Rồi hai đứa ăn kẹo không? Dạ ăn. Ăn xong ăn kẹo rồi. Ăn hết đi ăn kẹo. Còn mấy miếng? Còn 4 miếng mà ba người chia làm sao? Nhi cho mẹ 2 cái, còn con với chị cũng 2 cái, mẹ cho ba với con 1 cái. Vậy hả? Trời ơi, mẹ cho mẹ sướng như ta. Cho mẹ phần nhiều luôn hả? Con vậy đó, con thì mấy cái này mới ăn cái lụng dụng luôn vậy thôi, này mẹ chia cho 2 đứa luôn à. Rồi ok. Không, muốn chia cho mẹ luôn. Thôi nhưng giờ mẹ nhường lại cho 2 đứa. Mẹ tốt à. Mẹ quá. Mẹ tốt còn ngoan ngoãn, không làm cho không bị mẹ quýnh nữa đâu. Lì là mẹ quýnh thôi. Rồi ăn ghế đi. Rồi hết đi. Chia cho ba em. Rồi xong chưa? Ăn cái dụng dụng vậy mà nó ngon lắm. Hồi nhỏ mẹ cũng phải ăn mấy dụng dụng vậy đó. Cùng nè chị ba. Rồi được rồi. Ăn gì mà hết luôn cái cái bịch à. Rồi ăn luôn cái này đi. Không, con người không thể nào đang ăn bánh. Rồi. Bây giờ trước khi ăn kẹo con phải làm sao? Dạ con mong bà cô chú, con chúc bà cô chú mình sức khỏe, đăng ký kênh hộ nhé. Bye bye, mình ba các bạn. Hẹn gặp lại sau, bye bye. Dạ bà thân ba mà chú chú cho mình
Để chú nhà vui vẻ đăng ký kênh ủng hộ cho nhé. Mình bác các bạn hẹn nhau dạ sao. Rồi hai đứa đi ăn kẹo đi. Đi kiếm gốc cây nào đó ngồi mà ăn kẹo đi. Vô miệng nghe luôn. Đi nhé. Em đi trong nhà em cắt bằng cái kéo á. Có cái kéo nhỏ xíu mà em còn cắt được.